Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn tiếng Việt hôm nay. Cô rất vui khi gặp lại các em. Chúng ta cùng bắt đầu tiết học nhé. Tiếng Việt bài 17A. Người dời núi mở đường tiết 1. Mục tiêu của bài: đọc hiểu bài Ngu Công xã Trịnh Tường. Chúng ta đi vào phần A, hoạt động cơ bản. Hoạt động 1, quan sát bức tranh và cho biết tranh vẽ cảnh gì. À, đây là bức tranh vẽ cảnh những người nông dân ở miền núi đang đào núi, dẫn nước về thôn làng để sản xuất, trồng trọt. Các em cùng đi vào hoạt động 2, nghe thầy cô hoặc bạn đọc bài sau. Ngu Công xã Trịnh Tường. Khách đến xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngỡ ngàng thấy một dòng mương ngoằn ngoèo vắt ngang những đồi cao. Dân bản gọi dòng mương ấy là con nước ông Liền. Để thay đổi tập quán làm lúa nương, ông Phàn Phù Liền, người giao ở thôn Phìn Ngang, đã lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước. Nhưng tìm được nguồn nước rồi, mọi người vẫn không tin có thể dẫn nước về. Ông cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần 4 cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn, trồng 1 hecta lúa nước để bà con tin. Rồi ông vận động mọi người cùng mở rộng con mương, vỡ thêm đất hoang trồng lúa. Con nước nhỏ đã làm thay đổi tập quán canh tác và cuộc sống của trên 50 hộ trong thôn. Những nương lúa quanh năm khát nước được thay dần bằng ruộng bậc thang. Những giống lúa lai cao sản được ông Liền đưa về vận động bà con trồng cấy. Nhờ vậy mà cả thôn không còn hộ đói. Từ khi nước được dẫn về thôn, nhà ai cũng cấy lúa nước chứ không phá rừng làm nương như trước nữa. Muốn có nước cấy lúa thì phải giữ rừng. Ông Liền lặn lội đến các xã bạn học cách trồng cây thảo quả về hướng dẫn cho bà con cùng làm. Nhiều hộ trong thôn mỗi năm thu được mấy chục triệu đồng từ loại cây này. Riêng gia đình ông Liền mỗi năm thu 200 triệu. Phìn Ngang từ thôn nghèo nhất đã vươn lên thành thôn có mức sống khá nhất của xã Trịnh Tường. Chuyện của Ngu Công xã Trịnh Tường nhanh chóng bay về thủ đô. Ông Phàn Phù Liền vinh dự được chủ tịch nước gửi thư khen ngợi. Theo Trường Giang, Ngọc Minh. Chúng ta cùng đi vào hoạt động 3, đọc từ ngữ và lời giải nghĩa. Ngu Công, nhân vật trong truyện Ngụ Ngôn Trung Quốc, tượng trưng cho ý chí dời non lấp bể và lòng kiên trì. Cao sản, có sản lượng cao. Chúng ta cùng đi vào hoạt động 4, cùng luyện đọc. Mỗi em đọc một đoạn, nói tiếp nhau đến hết bài. Chú ý đọc với giọng hào hứng, thể hiện sự khâm phục. Chú ý nhấn giọng các từ ngữ: ngỡ ngàng, ngoằn ngoèo, vắt ngang, con nước ông Liền, cả tháng không tin, suốt một năm trời. Các em cùng đi vào hoạt động 5, thảo luận trả lời câu hỏi. Câu số 1. Ông Liền đã làm thế nào để đưa được nước về thôn? Để trả lời được câu hỏi 1 này, các em đọc lại đoạn 1 của bài nhé. Để đưa được nước về thôn, ông Liền đã lần mò cả tháng trời trong rừng tìm nguồn nước. Cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần 4 cây số mương xuyên đồi.
chúng ta tiếp tục với câu số 2. Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào? Về tập quán canh tác, không làm nương như trước nữa mà trồng lúa nước nên không còn nạn phá rừng. Về cuộc sống, nhờ trồng lúa lai cao sản, cả thôn không còn hổ đói. Đây là hình ảnh ruộng bậc thang ở miền núi. Các em hiểu thế nào là lúa nước, lúa nương? Lúa nước là lúa được cấy ở ruộng nước, thường là ruộng bậc thang ở vùng núi và ruộng ở vùng đồng bằng. Lúa nương được gieo trồng ở trên đồi cao hoặc sườn núi, những vùng ít nước. Chúng ta tiếp tục đi vào câu hỏi số 3. Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ nguồn nước? Để giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, ông Lìn đã lặn lội đến các xã bạn, học cách trồng cây thảo quả về hướng dẫn bà con cùng làm. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Ở đây các em sẽ nghe gợi ý, các em nói tiếp để có được câu trả lời. Câu chuyện giúp chúng ta hiểu rằng muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì người ta phải biết cố gắng, sự quyết tâm và tinh thần vượt khó. Đây là hình ảnh của ông Phàn Phù Lìn. Ông Lìn đã giúp thôn Phìn Ngan thoát nghèo, phát triển kinh tế và ông được chủ tịch nước gửi thư khen tặng. Nội dung chính của bài ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn. Tiết học của chúng ta kết thúc. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô giáo Việt, chúng ta xem bài 17A tiết sau nhé.